Khi con người đã đi nhầm đường, nhất định phải nhớ quay đầu lại. Nhìn nhầm người thì phải biết buông bỏ. Lá cây không vàng đi trong một ngày, lòng người cũng không trở nên lạnh nhạt trong một sớm một chiều. Không ai là không hiểu, không ai là ngốc nghếch, chỉ là có muốn quay đầu hay không. Nhìn người bằng mắt thì dễ sai, cảm nhận bằng trái tim mới là thật. Đừng mong cầu cho đi để được nhận lại, cũng đừng tưởng rằng tình cảm lúc này đậm sâu là sẽ sống với nhau đến già. Nhiều biến đổi trong cuộc sống sẽ khiến ta trở tay không kịp. Điều càng không nỡ lại càng khó lòng buông bỏ. Đến một giai đoạn nhất định, chợt ta nhận ra rằng thứ mà ta cần bỏ đi nhất không phải là những thói quen xấu hay những buổi tiệc tùng vô nghĩa, cũng chẳng phải những mối quan hệ kém chất lượng, mà đó chính là sự sống hồn mình.